Hôm rồi mình có sửa và làm mấy cái video của cái sửa cái tủ lạnh Toshiba Inverter mà cái đời bo mà một mảnh này nha các bạn. Bo như đang ở trên video mình đây, đang làm đây. Thì khi phát video đó lên thì có một số bạn là cô Miên hỏi mình là chia sẻ những cái tiếp những cái ban là tủ lạnh thì chạy bình thường, đá đông bình thường, xả đá bình thường luôn, nhưng mà nó lâu mới chạy lại. Nói chung là có cái thì nó tầm 7-8 tiếng, có cái là tầm 2-3 tiếng, có cái thì lâu quá người ta rút điện ra thì người ta cắm lại thì cũng chạy được mấy hôm, lâu lâu nó sẽ bị lại. Đấy, cho nên hôm nay thì ở trên cái comment ở trên video này thì rất nhiều, nhưng mà mình chỉ tóm tắt có nhiêu đây thôi. Chỉ các bạn. Đây thì cái khu vực đây là cái khu vực của cái khối pha băng. Rồi xả đá đó thì dĩ nhiên là tủ lạnh là nó chạy bình thường rồi. Chứ không phải là hư rồi le hay là bên pha băng, nhưng mà những cái trường hợp như các bạn đang hỏi trên comment đây á thì nó sẽ nằm ở trên cái khu vực đây, chỗ mình đang chỉ trên đây nha. Thường thì mình hay làm thì nó có vài bà con, có con tụ ở khu vực trên đây, tụ với hai trở quanh quanh trên đó, và có một con IC. Thì một lúc nữa mình sẽ đưa cái hình ảnh zoom lại gần cho các bạn xem. Thì cái tình trạng đó thì chúng ta đã cô lập rồi, chúng ta đã biết là ví dụ như là cái sensor bình thường, quạt cái ok, đa bọng đầy đủ ha. Rồi nói chung là bên bộ phận phá băng thì bình thường luôn. Nhưng mà nó có cái giống như cái bạn này đang comment ở trên đây đó, là mình có cái tủ thì bà chạy đá cứng rồi ngưng 10 giờ sau mới chạy lại. Mình thay trò ở trên xô thì gì đây vẫn như vậy. Như trẻ thì mình chia sẻ cho bạn là đứa là ở trên bô mạch này nha, cái dòng bô mạch này rất hay bị cái tình trạng này. Đây cái chỗ mà mình đang lấy cái gắp đó, mình chỉ nó còn cái khối dưới đây là cái khối phá băng thôi thì nó bình thường nha, cũng có trường hợp bị dưới đây, nhưng mà dưới đây thì như những cái mà nó đã phá băng bình thường rồi á mà lâu lâu bị mắc cái lỗi là nó phá băng xong là nó để tan đá nó mới chạy lại. Thì cũng nhiều trường hợp mình làm đây là không phải bị sensor cái thứ nha các bạn, tất cả mình đã thay coi như là chúng ta cô lặp lại là nó chạy bình thường, nhưng mà lâu lâu thì nó bị dính, bị lỗi như vậy. Bị lỗi là 4-5 tiếng sau, 4-5 giờ sau thì nó mới chạy. Thì gần về cuối video mình sẽ zoom lại gần nhé, gần lại cho bạn là có một số linh kiện ở đây các bạn phải nên đo đạc kiểm tra thay thế thì nó sẽ hết nhá. Đây đấy, và mình đã để cái trên góc màn hình nhé, các bạn để ý nhá. Thì các bạn để ý cái con C74 nhá, con tụ C74 ở trên đây thì có mấy mấy linh kiện ở đây chúng ta phải kiểm tra kỹ nhá. Rồi là IC ở trên đó là nó sẽ, các bạn khắc phục được ở trên đây là nó chạy lại bình thường nhá. Vì thật ra là mình cũng nhận được của các bạn gửi về rất là nhiều cái tình trạng như này, nhưng hôm nay mình nhất rảnh mình mới chia sẻ cho các bạn đấy. Chứ còn tất cả thì các bạn cũng đã làm, các bạn biết là thay sensor các thứ là ok hết, kể cả như điện trở phá băng các bạn cũng đã thay nhưng vẫn cứ bị, phải không đấy. Thì mình chia sẻ cho các bạn và trả lời trên comment cho các bạn là anh bị trên bo mạch nha các bạn, và bị ngay cái khối ở trên góc màn hình mình đang zoom lại ở trên cái góc màn hình cho các bạn thấy đó, R79, R80C, 74 vân vân, nó cái khối trên đó các bạn phải kiểm tra tất cả trên đây nha. Mà nó bị sai đi số đâu thì các bạn phải thay IC, có IC bị lỗi thì cũng phải thay IC nó mới chạy được nha. Mà nhớ là IC này là phải đúng nha các bạn, đấy, đúng model thì nó mới mình mới thay nhá. Đấy. Hoặc là các bạn mà không có IC thì các bạn sẽ cần thì các bạn cứ comment
ở phía dưới video mình sẽ hỗ trợ, hoặc là cần đi chơi thì mình sẽ bán cho nhá. Đấy. Chung là cái phần này thì mình chỉ trả lời ở trên đây, còn rất nhiều các bạn nó comment nhưng mà mình cũng không chưa kịp up lên đây vì video này mình làm có 5 phút thôi nhá. Mong các bạn thông cảm. Đấy, nhưng mà cũng tất cả những cái comment thì nó cũng giống nhau như này thôi. Chứ một cái bạn này bạn bảo là mình xả đá xong không chạy lại, rút ra cắm thì lóc lại chạy. Đấy thì cũng như này nha các bạn. Đấy, các bạn mà xem video của mình thì mong các bạn ủng hộ và đăng ký kênh để hàng tuần ta đón những video mới thiết thực hơn và chia sẻ những bản bệnh thực tế hơn để các bạn tham khảo. Đấy, rất cảm ơn các bạn đã xem video.